Tôi là tên Đặng Đình Quang, bố của tôi là Đặng Đình Lống, pháo thủ của tàu 146 Hải quân. Bố sinh mùng 5 tháng 8 1964. Lúc đấy tôi còn bé quá, chả biết mặt cha thôi chứ không chịu, không biết gì cả. Năm 62, sinh được 2 ngày muốn lên đường. Ông cấp ba lô ra đến ngõ rồi, ông lại quay về, ông cai vào hai lần đi nữa. Trời ơi, đừng có nói dở. Đi 3 năm rồi về. Thành niên bây giờ mà từ chối là họ cười trời. Ông đồng viên, ông được cố gắng đi. Ông nói với là cũng cố gắng, chịu khó, chịu khổ. Rồi ăn uống cho khỏe bảo nuôi con. Có lẽ bà Lê Thị Bội chẳng ngờ rằng lời hẹn 3 năm chồng trở về sẽ không bao giờ thành hiện thực. Và đứa con 2 ngày tuổi không có cơ hội nhớ mặt cha. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, tiến hành đánh bom dọc vùng ven biển miền Bắc từ Cảng Danh, Bến Thủy, Lạch Trường cho đến Hòn Gai, mở đầu cho kế hoạch phá hoại quy mô lớn đối với miền Bắc. Rất nhiều chiến sĩ hải quân, phòng không không quân và dân quân tự vệ đã hy sinh anh dũng bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có liệt sĩ Đặng Đình Lống. Bữa hôm mà máy bay đến 12 giờ trưa đánh ngoài Hậu Lộc là trưa, nghe âm bầm đó mà. Anh Toản ở trong làng nghe mà. Các cái bác với các chú lúc đó là thời đi bộ đội bố kể lại là tàu của bố tôi ấy neo tại Lạch Trường, lúc mà xảy ra chiến tranh thì nhổ neo lên để chiến đấu. Máy bay nó đến thì nó cho bắn vào chân. Bố tôi ấy, lấy dây lưng cột lên giáp pháo đấy để mà đánh. Thì nó cho bắn vào một chân nữa, tàu bị chìm. Sau đấy được dân quân du kích ở chỗ Hoàng Trường Hoàng Hóa ấy, đưa vào trong bệnh viện. Cột cái chân này, mất miếng này. Máu ra nhiều quá, rồi không cứu được. Lúc tôi có học xong lớp 10, thì tôi có nhờ người ra xin thêm ngoài bảo tàng hải quân ấy, và bên quân chủng ấy, có cái ảnh nào của bố còn lại, lưu trữ lại, thì không có. Năm 91 là ông Hồng, ngày xưa là cùng đi nhập ngũ cùng ngày với bố tôi. Thế ông có giữ lại được một tấm hình con 3x3 đấy chứ đấy. Đằng sau có để chữ Lống. Lúc đó thì mới biết là mặt cha, chung là xúc động lắm. Rất xúc động. Chỉ ôm lấy một lòng thế này thôi. Chiến tranh đã để lại những mất mát không bao giờ lấp đầy đối với rất nhiều gia đình, như gia đình của liệt sĩ Đặng Đình Lống. Sau 60 năm, cuộc đấu tranh của quân và dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 vẫn là những ký ức bi hùng của nhiều thế hệ.